Quân đây là một nghệ nhân theo rất là giỏi trong ngành tranh chân dung. Nếu mà em có hỏi gì thì có thể phỏng vấn chị. Vâng, em chào chị ạ. Xin chào. Vâng, chị ơi, chị cho em hỏi chị tên là gì ạ? Chị tên là Lưu Thị Hải. Lưu Thị Hải ạ? Vâng, chị có thể cho em biết là cái tranh chân dung này để mà mình làm thì nó phải có những cái yếu tố gì khác biệt so với các cái loại tranh khác không ạ? Về thể loại tranh chân dung á, thì như mọi người thấy đó, chân dung thì làm sao mình phải toát được cái thần thái của nhân vật. Đó nên là cái điểm mà khó nhất để mà mình thể hiện một tác phẩm tranh chân dung á, đó là mình phải thể hiện làm sao mà cái nhân vật đó, cái ánh mắt của nhân vật đó muốn nói điều gì, rồi cái khóe môi. Rồi trước đó thì mình phải tìm hiểu cái niềm vui, nỗi đam mê của mỗi nhân vật mà mình chuẩn bị thực hiện. Vâng, thế thì làm sao để mình có thể tìm hiểu được cái niềm vui, cái nỗi đam mê cũng như là cái sở thích của mỗi nhân vật ạ? Ví dụ như lần đầu tiên nếu mà có thể có dịp á, thì mình sẽ có thể là trao đổi với chính cái nhân vật đó. Mình có thể biết được là cá tính của họ, rồi cá tính về vùng miền, cá tính về sở thích, rồi những cái nỗi đam mê trong cuộc sống để mà mình có thể là truyền tải hết cái con người của họ, cái nội tâm của họ lên trên mỗi tác phẩm tranh. Vâng, vậy thì cái nguyên liệu để mà sử dụng để làm tranh chân dung nó có khác so với các loại tranh khác không ạ? Cái này thì như bạn thấy này, ở đây là tranh chân dung là mình chuyên dùng là tranh chị DMC của Pháp. Rồi bên cạnh đó thì sẽ có chị PCT của Việt. Những cái màu sắc của cái loại chị này nó khá phù hợp với cái làn da của mình. Nên là cái chất liệu này thì nó cũng sẽ là chất liệu nó thô hơn, không phải như chị bóng hoặc là chị tơ. Cái điều đặc biệt của thêu tranh chân dung là mình chỉ dùng một sợi thôi và cái mũi kim rất là ngắn để mà mình tạo cái độ mịn, để không có thấy được là từng cái mũi kim nó xùi ra trên lớp vải. Cái mũi ngắn là cự ly nó khoảng bao nhiêu hả chị? Là nó chỉ khoảng là 0.2 cho tới 0.5mm thôi. Vậy thì trong cái chế tác tranh chân dung này thì mình phải sử dụng những kỹ thuật thêu nào? Mình thường sử dụng là kỹ thuật thêu đâm xô là nhiều. Đó. Vì đâm xô là mình cứ liên tiếp mũi này tới mũi kia liên tiếp nhưng mà không có phải là chồng lớp này lên lớp khác, mình tạo một cái bề mặt mỏng và mịn. Vâng, vậy thì để mà toát được cái thần đấy của thần thái của một cái bức tranh chân dung ấy thì mình sẽ phải người nghệ nhân như chị sẽ phải có cái tưởng tượng như nào khi mà chưa được gặp, hay là cũng như kiểu mình sẽ thể hiện cái cảm nhận của mình về gương mặt đó như thế nào? Khi mà đến với mỗi tác phẩm tranh chân dung mới á thì mình sẽ phải tự mình tìm hiểu. Vì ví dụ như là những cái tác phẩm hội họa của những tranh họa nổi tiếng chẳng hạn, để mình tìm hiểu xem là cái góc độ mình cần phải thể hiện như thế nào. Rồi và ví dụ như là người già, những cái nếp nhăn đó mình phải tạo ra sao. Rồi ví dụ hoặc là những cô gái thì cái khóe miệng của họ nó rất là quan trọng. Rồi cái ánh mắt nhìn nữa, đó là cái sự tìm tòi, cái sự trau dồi. Rồi mỗi người nghệ nhân theo tranh chân dung là tự mình phải cho mình một cái bước để mà khi mà mình thể hiện cho nó tốt hơn. Khi mà mình mất rất là nhiều thời gian để mình sản xuất ra một cái bức tranh, mình có thể tạo ra một bức tranh chân dung ấy, thì liệu lúc mà mình gửi gắm nó đến người đã đặt cái bức tranh chân dung đó thì cái cảm xúc của chị khi nào mà sau khi hoàn thiện và gửi bức chân dung đó cho vị khách của mình? Chắc là rất là buồn. Đó là nói thật. Vì cái người trong tranh đó mình đã gắn bó là ít nhất phải từ 5 đến 6 tháng. Đó, đây là cái con đó cũng là cái quá trình mà mình thể hiện thành công cái tác phẩm đó. Thì họ giống như một người thân. Một người mà có thể giống như hàng ngày mình tâm sự, mình trò chuyện khi mà mỗi khi mà bước vào trời vào khung thêu đó. Nên khi mà chuẩn bị cái giây phút mà rời xa đó, như mình xa người thân đó, thì nó cảm giác chia ly nó rất là buồn. Tranh thêu chân dung được xem là loại hình tranh thêu khó nhất và đòi hỏi sự điêu luyện nhất của người nghệ nhân thêu. Một bức tranh thêu tay chân dung hoàn hảo phải khắc họa được hình dáng, nét mặt, ánh nhìn, thần thái sao cho bức tranh thật sự có linh hồn. Cũng vì sự đòi hỏi kỹ thuật thêu, sự tài hoa của người nghệ nhân mà một bức tranh thêu chân dung mang đến một giá trị rất lớn. Vâng, chị ơi, chị có thể giới thiệu cho em về cái gian thờ tổ nghề ở trong cái khuôn viên này không ạ? Đây là cái không gian mình tưởng nhớ những vị có công với nghề thêu.
Và không gian này mình sẽ từng nhớ tới vị đức tổ của nghề thêu là ngài Lê Công Hạnh. Ông là một người đánh một cái dấu mốc rất là quan trọng trong lịch sử nghề thêu Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ 17. Ngài Lê Công Hạnh là người đã đúc kết những cái kỹ thuật thêu dân gian của nghề thêu và truyền bá rộng rãi khắp cả nước, để nghề thêu từ đó bắt đầu những cái bước đầu tiên để trở thành một bộ môn nghệ thuật của Việt Nam. Vâng, thế thì ở đây thì các cái gian thờ, trong cái gian thờ này mình còn bài trí những cái hiện vật hay cũng là những cái không gian như thế nào? À, phía bên này mình có cái không gian để tưởng nhớ Năm Phương Hoàng Hậu. Khi mà còn sống thì Năm Phương Hoàng Hậu rất là giỏi theo thuộc, và cái thời kỳ mà bà học ở bên Pháp á, bà có học những kỹ thuật theo Grand Rua ở bên Pháp, và khi mà về Việt Nam thì bà bổ sung vào những cái kỹ thuật theo truyền thống của Việt Nam. Đó là cái công của bà trong nghệ thuật theo. Ngoài ra thì ở đây mình còn một cái không gian nào nữa không ạ? Đây là một số những cái vật dụng mà người thợ thêu ngày xưa người ta dùng, những cái sản phẩm thêu từ thời kỳ phong kiến. Thì ví dụ như ở đây là một chiếc áo ngự dụng của thời bà Từ Dụ á, tức là bà là mẹ của vua Tự Đức. Trong không gian này mình thờ những chiếc áo như vậy, hoặc là những cái vật dụng của người thợ thêu xưa ở phía bên kia. Thì thông qua những cái vật dụng như vậy, đó là một cách mình tưởng nhớ những người có công với nghề thêu, những người mà mình không biết tên, rất là nhiều người làm nghề thêu ngày xưa, những người phụ nữ như vậy, thì đó là cách mình tưởng nhớ những cái người đó. Là phải thêm ra chỗ này màu xanh, là thêm đột thêm ra, bung ra nhiều hơn. Đúng là thiếu cái vàng tươi tươi nè. Còn cái chỗ này phải bung nhẹ nhẹ ra. Những cái lá cỏ, cái cạnh cỏ rác nó rớt xuống dưới cái đường rừng như thế này là mình phải đi ra nữa ha. Rồi chỗ này nè, không để nó ngấn, phải cho nó hòa tan. Chỗ nhất là màu xanh loang nắng với vàng chanh loang, là phải thêm ra chỗ này màu xanh, là thêm đột thêm ra, bung ra nhiều hơn. Cái không gian này thì là để mình phục vụ cho cái mục đích gì ạ? Không gian này chủ yếu là mình tạo một cái môi trường để các chị em nghệ nhân có thể có cảm xúc. Tất nhiên các chị em thêu tranh phong cảnh, tranh hoa. Theo em hiểu thì có nghĩa là đây là cái khu vực mình dành riêng cho những nghệ nhân, người ta làm tranh phong cảnh, tranh thêu bằng phong cảnh, đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Như em nhìn kia là đang có chị cũng đang thêu ở đấy, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi, đó một nghệ nhân thêu tranh phong cảnh ở đây. Mình có thể tới để tìm hiểu xem chị thêu như thế nào. Đây được gọi là khu phố tóc bạc trong không gian của XQ Đà Lạt Sử quán, nơi các nghệ nhân lớn tuổi thường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nghệ nhân trẻ. Còn cô có thể cho cháu biết là cô đã làm cái nghệ thuật tranh thêu bao lâu rồi không ạ? Nói chung là cô làm cái nghệ thuật tranh thêu này chính xác tức là cô làm đã được 25 năm nay ở đây rồi. 25 năm ở đây. Vâng. Thế thì bây giờ hiện tại thì có tuổi rồi thì chắc là mình cũng làm việc nó khó khăn hơn ngày xưa đúng không ạ? Đúng rồi, nhưng mà khi làm bây giờ cô bắt đầu đeo kính nhưng cô vẫn còn mê thêu. Vẫn còn mê thêu. Vâng. Thế thì cái việc mà nhìn thấy các chị bây giờ làm mà cũng như là trao đổi kinh nghiệm với các chị ạ, thì cô thường chia sẻ với các chị như thế nào về cái đam mê cũng như là các cái kỹ thuật ạ? Cái kỹ thuật đam mê là nói chung là khi mà một người thầy nghệ nhân thi tranh phong cảnh thì những cái phong cảnh hữu tình ở đây đã làm cho tụi cô hàng ngày quyến luyến, và những cái phong cảnh những buổi trưa giờ nghỉ ngơi mình có xảy ra những cái tàn cây ghế đá mình ngồi mình nhìn, mình thấy từ đó trong mình nó xuất phát ra trên mỗi nét tranh thi của mình là ảnh hưởng từ đây đưa vào tranh.
À, tự em thấy mỗi góc cạnh, mỗi con đường, mỗi nơi đây đều là tranh hết. Cho nên đối với tụi cô, nhiều khi từ đó nó đưa vô trong cái tiềm thức của mình là phong cảnh, là phong cảnh hữu tình. Nó làm cho mình có một cái tình yêu thương đối với cái nghề này mà mình không rời được là vậy. Vâng, thế thì cô cứ truyền cái cảm hứng đấy cho những cái chị nghệ nhân sau đó như thế nào? Khi mà cô truyền cảm hứng với những chị nghệ nhân sau đó, một người nghệ nhân khi mới bước vào nghề thì cô đầu tiên là cô gọi là tâm lý trước với các chị em là phải có một đức tính kiên nhẫn và sau đó là một niềm đam mê. Và nếu như mình yêu thiên nhiên, yêu cỏ cây, hoa lá thì mình vô cái nghề này tự nhiên nó tiến triển rất là nhanh. Cô cũng dạy các em từ những cái bước đi của cô ngày xưa như vậy. Vâng, có nghĩa là như cháu hiểu thì là một người nghệ nhân mà thêu tranh phong cảnh ấy, thì họ phải có những cái tâm hồn và họ phải để ý đến những cái đẹp mà nó rất là tỉ mẩn và nó rất là chi tiết đúng không ạ? Đúng rồi, rất là mình phẫu thuật cái phong cảnh, phẫu thuật cái nét đẹp từ xa đến gần, là giống như là mình nhìn trong một hiện trạng 3D chứ không phải là một mặt. Đó thì mình sẽ nhìn cảnh xa nó như thế nào và khi đến gần mình nó sẽ ra sao, và nó cái màu luân phiên theo trời đất nó sẽ chuyển hóa như thế nào là do mình trên một bức tranh mình sống cùng với nó. Thì tự nhiên mình phát ra, mình sáng tạo ra những cái màu mà khi thiêu xong có thể mình không nghĩ ủa tại sao chỗ đó mình thiêu đẹp như thế. Em chị ạ, chị có thể cho em biết là chị tên là gì được không ạ? Tên là Nguyễn Thị Hồng Thủy. Chị tên là Thủy ạ? Vâng, chị ơi, chị có thể cho em biết là chị đang thêu cái bức tranh với cái hoạt cảnh thiên nhiên là gì không ạ? Phong cảnh 37, là cảnh hồng hương. Phong cảnh này thì chị lấy cái ý tưởng từ đâu ra để mà chị có thể sáng tác cái bức tranh này ạ? Cái này là về mùa thu lá rụng á. Cho nên là mình suy nghĩ cái cảnh đó rồi mình thêu những màu sắc tươi, sắc nổi. Vâng, nếu mà để là một người nghệ nhân mà có thể thêu những bức tranh phong cảnh này thì mình đòi hỏi phải có những cái kỹ thuật thêu như thế nào ạ? Phải là thêu từ xa đến gần. Xa là mình cho nó mờ mờ, còn gần là hoàng hôn nó đậm hơn. Vâng, thì cái theo em nhìn thấy ở đây thì một cái bức tranh này nó có rất là nhiều cái sắc độ màu á. Và cái việc mà mình chọn được loại chỉ, màu chỉ cũng như là cái cách để mà mình thêu được ra những cái mật độ màu như thế thì mình phải qua những cái kỹ thuật như thế nào? Qua những kỹ thuật là mình phải từ xa thì mình cho mờ màu lợt thôi, còn về mình gần màu đậm cho những màu rất là nổi. Tại vì cái bức này là màu tươi, tươi nổi nên là mình phải thêu những màu cam, màu vàng, sau đó vô màu đỏ đen đậm để nó vâng, tạo nổi lên cái bức tranh. Vâng, thì theo em tưởng tượng thì để mà hình thành được một cái bức tranh phong cảnh này thì cái trí tưởng tượng của mình nó phải rất là phong phú đúng không chị? À, đúng. Vâng, nhưng mà có liệu có bao giờ khi mà trong lúc mình làm mình bị quên đi không ạ? Quên mất cái khung cảnh mà mình đã đang định thể hiện nhỉ? Quên thì không quên được, mình sẽ suy nghĩ những lúc xa lúc gần mình làm cho nó nổi bật bức tranh lên chứ không quên thì mình sẽ bị cắt sửa. Có một cái số lần nào mà quy định về cái số lần cắt sửa cho một sản phẩm không ạ? Có chứ, tại vì lúc mình giao hàng, mình làm xong giao hàng có người kiểm định xong những cái chỗ nào mà không được hoàn thành thì bị sửa. Chị có thể cho em biết là chị Hà bắt đầu học đan thêu cái tranh này được lâu chưa? Làm được 18 năm. Chị làm được 18 năm rồi. Vâng. Thế thì trong cái bước đầu mà mình tập luyện cái này mình gặp những cái khó khăn như thế nào ạ? Vẫn có chứ, mình bị cắt sửa rồi pha màu nó chưa được chuẩn cho nên là cũng hơi khó khăn. Các cái kỹ thuật thêu chính trong các cái để tạo ra bức tranh phong cảnh được gọi tên thuật ngữ của nó như thế nào? Đâm xô là chính, rồi nối đầu, đột, với lại xe hà, với lại đục phun, rồi 7 kỹ thuật thêu là để vô một bức tranh. Mỗi một tác phẩm tranh thêu phong cảnh đều thể hiện một cách chi tiết nhất những hình ảnh thiên nhiên qua ánh nhìn nghệ thuật của các nghệ nhân truyền thống. Ngày nay những người thợ thêu đã sáng tạo thêm nhiều chủ đề và cách thêu đa dạng hơn như tranh thêu một mặt, tranh thêu hai mặt, tranh phong thủy, tranh quê hương. Ngoài những loại chỉ màu công nghiệp, người thợ còn sử dụng nhiều loại chỉ tơ tằm có độ óng mịn tự nhiên, tạo cho bức tranh phong cảnh có độ gần gũi, sống động và hài hòa.
Vâng chị ơi, làm thế nào mà cái bức tranh này mình có thể thêu nổi gồ lên mà tạo cái độ chân thật được như thế này ạ? À, đây là kỹ thuật thêu điêu khắc. Và cái phần nổi ấy, làm sao mình có độ một cái lớp vải bông rất là đặc biệt để nó tạo phần nổi như vậy. À, và có nghĩa là nhưng mà để mà thực hiện được cái sản phẩm này thì cái mức độ mà mình bông rồi chỉ để mình nén các cái bông xuống để tạo cái độ lồi và độ ăn vào cái vải của nó rất là khó đúng không ạ? Vậy mình phải dùng những cái kỹ thuật như thế nào để mình có thể tạo ra được những bức tranh này? Đầu tiên thì mình sẽ thêu rời hai mặt mình sẽ thêu rời, sau đó thì mình mới tới cái công đoạn mình ráp hai mặt đó. Trong quá trình ráp thì mình sẽ luồn bông để nó tạo cái phần nổi như thế. Và ở mỗi một cái đoạn bông đấy thì mình phải có cái các cái thủ thuật riêng để mình tạo cái bề mặt của cái bức tranh nó cong hay là nó phẳng đúng không ạ? Đó là do mình cho nhiều hay cho ít bông. Vâng, để mà làm một cái sản phẩm này thì một người các người nghệ nhân ở đây đã phải mất bao nhiêu lâu để hoàn thành ạ? À, nên cái bức tranh này thì mình thêu trong vòng 2 năm và số lượng nghệ nhân là 6 người. Có tách riêng các công đoạn của các nghệ nhân không hay là họ làm việc nhóm với nhau? À, thì các chị em sẽ phân ra, người sẽ thêu phần khuôn mặt, người sẽ thêu phần áo, những cái chi tiết phụ khác. Thì riêng thêu chân dung thì chỉ có những người mà thêu được cái thể loại này thì mới chịu trách nhiệm về cái phần khuôn mặt, là cái phần mà truyền tải nhiều nhất cái hồn của người trong tranh. Vâng, đây là một cái loại hình tranh em thấy rất là lạ mà gần như là lần đầu tiên mình thấy. Đến XQ Đà Lạt Sử Quán vào ngày cuối tuần, du khách sẽ được chứng kiến một nghi lễ đặc biệt. Chị ơi, cho em hỏi cái bộ lễ phục này là mình mặc để tiếp khách hay là mình có việc gì vậy ạ? À, dạ thưa anh, là những cái bộ lễ phục này thì bọn em sẽ thường mặc vào những cái dịp lễ hội của công ty. Hoặc ví dụ như ngày hôm nay là ngày thứ bảy thì bên em có một cái lễ truyền thống, đó là rước sợi chỉ ước nguyện về cổng mặt trời và dâng quả phúc tổ tiên. Vâng, thưa cái lễ đấy thì nó có cái ý nghĩa như nào đối với những người làm nghề thêu ạ? Đối với những người làm nghề thêu như chúng em thì ngay từ cái bữa thủa mà mới bước vào nghề á, bọn em vẫn luôn đặt ra một câu hỏi rằng là liệu mình sẽ tồn tại bao lâu trong cái nghề nghiệp này. Và chính cái lễ này nó củng cố thêm cái niềm tin cũng như cái sự hy vọng vào sự phát triển của nghề nghiệp. Vâng, thế thì thường cái lễ này của mình diễn ra như thế nào ạ? Cái lễ mà chuẩn bị diễn ra ấy ạ? Đó là vào mỗi 4 giờ rưỡi chiều thứ bảy thì các chị em sẽ chuẩn bị trái cây, quả phúc cũng như là hoa quả để mình dâng lên bàn thờ tổ và thực hiện một cái nghi thức nhập định với cổng mặt trời của người Đà Lạt. Và cái nghi thức đấy thì thường những thành phần nào hay là những người thợ như thế nào mới được tham gia? Đó là nghi thức dành cho tất cả các anh chị em nghệ nhân, nghệ sĩ, họa sĩ của công ty sẽ cùng thực hiện cái nghi thức đó để củng cố lại niềm tin vào ngành nghề. Vâng, thế thì qua những cái hoạt động như vậy thì cái mục tiêu của mình cũng như là cái đam mê của mình đối với nghề nó được ổn định hay là nó sẽ có những cái bước gìn giữ như thế nào? Vào mỗi chiều thứ bảy cứ thực hiện cái nghi lễ này lặp đi lặp lại tạo cho bọn em trở thành một cái truyền thống luôn. Cứ đến chiều thứ bảy là tất cả các chị em dù là đang làm việc ở không gian nào cũng tập trung về XQ Đà Lạt Sử Quán để thực hiện cái nghi thức dâng quả phúc tổ tiên hay màn thờ tổ của mình, nhưng mà là một cái sự tri ân đến đức tổ nghề thêu và mong ngài phù hộ cho nghề thêu ngày càng phát triển hơn. Tại XQ Đà Lạt Sử Quán, hàng năm hơn 2.000 nghệ nhân thêu trong cả nước trong trang phục truyền thống sẽ cùng tham dự lễ giỗ tổ nghề thêu. Nghi lễ linh thiêng thể hiện lên tâm nguyện của hậu thế hướng về cội nguồn, tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai sáng, phát triển, tôn vinh nghề thêu.
và những chiếc kim gãy trong khi thêu cũng được gom lại trong lễ hội kim gãy để mãi ghi nhớ về sức lao động ngày hôm qua. Tất cả tạo ra một không gian mà ở đó mỗi nghệ nhân luôn được nhắc nhở về trách nhiệm và tình yêu của mình với công việc. Ngoại cảnh Ích Quy Sử Quán thể hiện sự thuần khiết của thiên nhiên và chất lọc những tinh hoa trong văn hóa truyền thống. Khu vực bảo tàng tranh thêu Ích Quy trưng bày những tác phẩm đặc sắc trở thành di sản và niềm tự hào của nghề thêu. Khu vực phát tích giới thiệu 3 nghệ thuật thêu đặc sắc, nghệ thuật thêu tranh chân dung, nghệ thuật thêu tranh hai mặt nghệ thuật thêu tranh phong cảnh. Khu vực truyền thống kể lại những câu chuyện liên quan đến sự tồn vong của nghề thêu tranh Việt Nam. Tại khu vực truyền thống, trưng bày những hiện vật áo gắn với nghề thêu cổ truyền. Như trang phục linh tuyền dành cho người thợ thêu cao tuổi có dự cảm không tốt về tương lai của mình. Trang phục tục huyền là bộ trang phục dành cho người thợ thêu chuẩn bị cho đám cưới. Trang phục áo sống là bộ trang phục thể hiện khát vọng của những người thợ thêu rằng nghề thêu của Việt Nam sẽ trường tồn và mỗi ngày đều có một sự mới mẻ. Vì vậy mỗi năm họ sẽ cùng nhau thêu một chiếc áo sống mới. Trang phục áo chết là áo để tưởng niệm những người phụ nữ quá cố từng làm nghề thêu xưa. Thông qua những ngày giỗ tổ thì chiếc áo này là biểu tượng để nhớ về họ, những người đã có công gìn giữ và phát triển nghề thêu Việt trong quá khứ.